sau khi chết linh hồn sẽ tái đi tái sanh, còn biết mình vô minh và chấp kiến xin sư hòa nghị giải thích để cho con. Và mọi người khai trí cung cố niềm tin chánh pháp. Đầu tiên là nếu như một người nam mà nặng bị dục, tức là trong đầu của vị đó bị ám ảnh thì dục và cái hành xử của vị đó thường xuyên dính dáng tới dục thì cái khả năng là vì đó sẽ tái sanh làm người nữ ở kiếp sau do nặng bị dục. Ừ. rồi cái khả cái nguyên nhân thứ hai mà một người nam sanh làm người nữ đó là vì đó tạo ác nghiệp tà dâm. thì khi tạo ác nghiệp nghiệp tà dâm đương nhiên là vẫn phải đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, nhưng mà sau khi đó cái kiếp nào làm người thì sẽ sanh làm người nữ còn cái vấn đề đầu tiên đó là cái người đã nặng về dục thì trong số đó nó có một vài cái vấn đề như thế này đó là nếu như vì đó nghĩ đến các cái hàng thánh nhân hoặc các cái bậc mà có đức độ mà vì đó nghĩ về những cái bậc đó mà nghĩ bằng cái lòng dục á thì khả năng vì đó sanh làm người nữ nó lại càng cao nó lại càng cao càng gần và nếu như cái nghiệp nó đủ mạnh thì có thể làm người nữ ngay trong kiếp hiện tại luôn thành ra là sư rất là ngại khi mà nhắc đến những vị thánh cư sĩ ví dụ như Có một vài vị hỏi là vị thánh cư sĩ tại sao là các vị đó vẫn lập gia đình thì sư rất ngại trả lời những câu hỏi này bởi vì nếu như không khéo không khéo thì có thể một vài người có thể họ sẽ nảy sanh lòng dục đối với các vị thánh Và đây là một cái ác nghiệp không có nhỏ Và nếu như đó là người nam thì có thể phải sanh làm người nữ Thì đây là cái chuyện sư cố tránh Sư cố tránh, tránh được thì tránh à, Tại vì mình hiểu không tới và mình nghĩ tới các vị thánh bằng cái lòng dục ấy, Thì đó là cái tội của mình thôi ha Ờ, còn cái chuyện mà tái sanh thì như sư nói cái tâm thức của con người đó nó sanh diệt liên tục ờ, nó không có cái gọi là không có cái gọi là linh hồn ở đây ha vị học kinh thì cũng biết rồi à, chúng sanh được cấu tạo bởi cái gì sắc thọ tưởng hành thức thì khi mà chia ra như vậy đó thì không có một cái chỗ nào để gọi là linh hồn hết không có không có một cái chỗ chú ngụ nào để cho cái gọi là linh hồn thì nó không có mà khi cái tâm cận tử tâm mệnh chung vừa xuất hiện thì nó sẽ nối tiếp bằng cái tâm tục sanh ở một nơi khác và do cái sự sanh diệt của cái tâm nó quá nhanh cho nên chúng sanh sẽ nghĩ đó là một chứ còn thực tế thì nó không phải nhưng mà mặc dù á, là cái tâm tục sanh nó xuất hiện ở một nơi khác nhưng nó vẫn phải chịu nghiệp và quả của nghiệp trước đó xin lấy ví dụ như một cái anh à, anh bị truy tố à, ra trước tòa à, đương nhiên là kể từ khi ảnh gây án tới khi anh bị bắt rồi điều tra thì nó có thể nó tốn à, ngắn thì ba bốn tháng dài thì mất vài năm thì à, ví dụ như là ba tháng sau bị truy tố đi ba tháng sau ra tòa đi anh nói tòa tôi tôi vô tội bởi vì cái người cái người mà gây án đó là tôi của bà tháng trước chứ không phải tôi bây giờ thì mắc bớ gì mà bắt tôi phải chịu cái 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 tội của cái thằng tôi bà tháng trước xử xử cái thằng ba tháng trước sao xử bây giờ quý vị có đồng ý cái chuyện này hay không chắc chắn là không đồng ý đúng không à, mặc dù chúng ta cũng biết là danh sách tức là thân và tâm này sanh diệt liên tục nói một cách nó đúng đắn thì mình của 3 tháng trước và mình bây giờ nó hoàn toàn khác nhau nhưng không vì lý do đó mà mình có thể tránh né được các cái ác nghiệp mình đã tạo ừ. à, cho nên chúng sanh thì nó là một cái dòng tương tục của danh sách một dòng tương tục của danh sách à, cho nên nó dẫn đến cái suy nghĩ sai lầm là chúng sanh nó là một thực tế nó không phải là một tuy nhiên nó vẫn phải chịu tác động của những cái hành động do thân khẩu ý của quá khứ gây ra